Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bóng đá hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây, chúng ta cùng điểm qua những tin chính nóng hổi nhất có trong ngày. Thua cay đắng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Siri gục ngã nói điều chấn động về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Cả châu Á sửng sốt. Vâng thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Siri đã được xác định. Báo tin vui tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong ngày hôm nay, khi lối chơi, con người và cách vận hành của đội tuyển Việt Nam đã trở nên vô cùng trơn tru và nhuần nhuyễn. Kết quả cuối cùng là một chiến thắng nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Truyền thông Siri ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu quốc tế với tuyển Siri, mà cho rằng đây là thách thức lớn đối với đội bóng chủ nhà. Với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi theo dõi hết trận đấu thì chúng ta có thể cảm nhận được một điều rằng rất đáng tự hào với những gì mà các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã tự tin, đã chơi bóng một cách gắn kết và có tổ chức. Có thể nói ông thầy người Pháp quá giỏi trong cách tổ chức trận đấu và sắp xếp trận đấu. Vấn đề nhân sự đảm bảo chiến thắng. Phải nói rằng đây là một trận đấu không hề dễ dàng chút nào. Nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã cho thấy một trình độ cũng như khả năng tự tin chơi bóng và tâm lý vô cùng đĩnh đặc, gắn kết, có tổ chức. Chia sẻ sau trận thua trước Việt Nam, huấn luyện viên đội tuyển Serie, ông Hector Cooper thừa nhận, đoàn quân của huấn luyện viên Philip chưa quá mạnh nhờ dàn cầu thủ tài năng. Huấn luyện viên này nói, hôm nay Việt Nam là đội mạnh hơn, họ chơi áp đảo Serie, đội tuyển Việt Nam thực sự là anh cả của Đông Nam Á. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để ngăn cản, xong họ vẫn ghi bàn. Tôi không thể trách các cầu thủ của mình vì họ đã nỗ lực hết sức rồi. Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ Serie khi chúng tôi đã không thể đánh bại Việt Nam như kỳ vọng của mọi người. Tuy đơn thuần chỉ là một trận giao hữu, nhưng chúng tôi hiểu rất rõ những mong đợi của mọi người. Tôi sẽ cố gắng khắc phục những sai lầm để cải thiện đội bóng trong thời gian tới. Đội tuyển Việt Nam quá khác biệt so với phần còn lại của Đông Nam Á. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chơi bóng quá hay, kiểm soát bóng rất tốt. Đội tuyển Việt Nam quá xuất sắc. Huấn luyện viên đội tuyển Syria ông Hector Cooper đã phải thốt lên như vậy ngay sau khi trận đấu kết thúc. Huấn luyện viên này nói thêm, Chúng tôi xác định đây là một trận đấu khó nhất và đúng là khó nhất thật và đội tuyển Việt Nam đã chơi quá hay. Họ cầm bóng và truyền bóng nhiều khiến các đối thủ dễ thấm mệt. Đây là một đội bóng rất mạnh và nhìn vào đội hình ra sân thì thấy đội hình của họ rất hùng hậu. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam triển khai bóng theo ý đồ của ban huấn luyện rất đỉnh đặc và chuẩn xác. Các đường lên bóng rất mạch lạc và gắn kết, dồn ép các cầu thủ của chúng tôi đến ngộp thở. Trái ngược với đó thì các cầu thủ của chúng tôi tuy có vượt trội hơn về thể hình và thể lực nhưng thiếu đi sự tự tin, cũng như chưa phát huy hết năng lực của mình. Cũng một phần các cầu thủ Serie của chúng tôi bị tâm lý do các cổ động viên trên khán đài quá cuồng nhiệt. Đội tuyển Việt Nam chơi một thứ bóng đá nhanh, ban bật sắc sảo, họ cho thấy sự gắn kết đồng đều, ăn ý và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ. Thể lực thể chất của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thật sự là rất đáng khen. Họ xứng đáng có được chiến thắng ở trận đấu hôm nay. Tôi thấy chất lượng các cầu thủ Việt Nam rất tốt. Tôi không muốn lý giải quá nhiều trước đối thủ mạnh tuy nhiên phải có những lời khen ngợi vì ở đông nam á đội tuyển việt nam chính là đội bóng hàng đầu và họ cho thấy đó là một tập thể có tính kỷ luật có khát khao với một huấn luyện viên tài ba như ông truzer chắc chắn sẽ rất nhiều người hâm mộ bóng đá đông nam á và các chuyên gia bóng đá châu á họ đều phải thừa nhận rằng đội tuyển việt nam thật sự rất hay đương nhiên là đội thua khiến tôi rất thất vọng nhưng thực sự tôi đang cố gắng tìm câu trả lời để lý giải nguyên nhân tại sao chúng tôi thua ở trận đấu này và những chuyện gì đã xảy ra. Có thể do yếu hơn về lực lượng lẫn kinh nghiệm nên chúng tôi không thể gây bất ngờ trước Việt Nam. Họ đã chơi quá ấn tượng. Trước trận đấu này chúng tôi cũng đã chịu những bất lợi lớn khi các cầu thủ không có thể lực tốt và chịu áp lực lớn về thành tích. Và tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả này. Tôi đã nhận ra nhiều thiếu sót của đội bóng và sẽ phải cải thiện trong thời gian tới. Mong các học trò của tôi sẽ trưởng thành hơn để chuẩn bị ra soát lực lượng trước khi tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024. Chắc chắn những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ cảm ơn những lời nhận xét chân thành của ông Hector Cooper. Cũng chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Philip Chuzer cho biết, các tuyển thủ Việt Nam luôn nỗ lực thi đấu nhiệt huyết qua từng trận và tôi hài lòng về điều đó. Ngoài ra tôi rất vui khi tuyển Việt Nam đánh bại Hồng Kông. Đội tuyển Hồng Kông là một đối thủ đáng gờm và không dễ dàng để vượt qua họ. Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay, các cầu thủ trẻ đã phát huy được năng lực, thể hiện được trình độ vượt trội so với các đối thủ và chứng tỏ được sức mạnh của bóng đá Việt Nam. Chất lượng chơi bóng và tốc độ chơi bóng của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ ấn tượng. Ông Chuzer cảm thấy hài lòng khi chứng kiến các cầu thủ thể hiện được tinh thần, ý chí để hoàn thành nhiệm vụ, bất chấp tính chất căng thẳng của trận đấu giao hữu đầu tiên năm 2023. Đội tuyển Việt Nam đã tập trung, đá quyết liệt và đẩy cao đội hình chơi pressing áp đảo hoàn toàn. Hồng Kông và các cầu thủ Hồng Kông đã không thể triển khai bóng lên bóng trong hiệp 1, đặc biệt là những đường lên bóng bên phía cánh phải rất mạch lạc. Chúng ta khoét vào vị trí của hậu vệ bên phía Hồng Kông. U17 Asian Cup thua đậm Nhật Bản, U17 Việt Nam còn ít cơ hội đi tiếp. Sau lượt đấu đầu tiên, U17 Việt Nam và ba đội bóng cùng bảng đấu mới chỉ có vỏn vẹn một điểm, khiến thế cục của bảng đấu vẫn chưa rõ ràng. Bước vào lượt đấu thứ hai, U17 Việt Nam thua đậm trước Nhật Bản, khiến tấm vé đi tiếp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khi U17 Uzbekistan có chiến thắng rất cao trước U17 Ấn Độ ở lượt đấu sau đó. Đối đầu đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu là U17 Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng để thủng lưới khi trận đấu mới chỉ diễn ra hơn một phút, do công của số 9, Yutaka Michiwaki. Đây cũng là cầu thủ lập kỷ lục của Nhật Bản khi có hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 16. Sau 5 phút bị ép sân, U17 Việt Nam mới có tình huống tấn công đầu tiên và đưa nhịp độ trận đấu ổn định trở lại sau những phút bị dồn ép ban đầu. Khi trận đấu trôi qua được 15 phút, hàng công Việt Nam dần bắt nhịp và có phần thi đấu tự tin hơn. Trong 45 phút đầu tiên, U17 Việt Nam cho thấy sự bế tắc trước các tình huống tấn công bóng bổng trước khung thành của thủ thành Bảo Ngọc. Ở các tình huống tấn công khác, Bảo Ngọc cho thấy sự chắc chắn trước khung gỗ để mảnh lưới của U17 Việt Nam không rung thêm một lần nữa. Trở lại sau giờ nghỉ, U17 Việt Nam liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm lên khung thành của Nhật Bản, nhưng khâu cuối cùng đều không tốt khiến tỷ số vẫn duy trì 0-1. Đến phút 59, U17 Nhật Bản có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi bóng được đưa sát đường biên ngang và trả về cho Mochizuki đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Phút 66, Nhật Bản tiếp tục nâng cách biệt lên 3 bàn. Từ giữa sân, U17 Nhật Bản có đường truyền sẻ nách hàng thủ Việt Nam đưa Sato vào thế đối mặt thủ thành Bảo Ngọc để nâng tỷ số lên 3-0. Sau bàn thua thứ 3, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bắt đầu điều chỉnh lối chơi khi đưa Đinh Quang Kiệt, cầu thủ cao 1m91 vào sân ngay sau đó. Cầu thủ trẻ lò Hoàng Anh Gia Lai xuất thân từ vị trí trung vệ, nhưng được huấn luyện viên của U17 Việt Nam đưa lên thi đấu vị trí tiền đạo trong thời gian tập huấn trước giải. Phút 72, công phương có bóng và tung ra cú sút xa đập đất đầy khó chịu. Nhưng lại đi trúng cột dọc đầy tiếc nuối, khiến U17 Việt Nam không thể thắp sáng hy vọng có điểm trở lại. Ở những phút còn lại, Mochizuki mang về cú đúp cho bản thân để nâng cách biệt lên 4 bản. Trung cuộc U17 Việt Nam thất bại 0-4 trước U17 Nhật Bản. Với một trận hòa, một trận thua, thầy chó luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn có cơ hội đi tiếp ở U-17 Asian Cup 2023 khi còn trận đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé đi tiếp là U-17 Uzbekistan ở vòng đấu cuối cùng. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 23 tháng 6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại ở dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh Bóng đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin kế tiếp.